Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi SUV, tức là gầm cao, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản MLX máy dầu 2.2 máy dầu ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2006, nhập về Việt Nam là năm 2007 ạ, và đăng ký lần đầu tiên tại Hà Nội là năm 2008 quý vị các bạn nhé. Chiếc xe cũng đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý vị các bạn ạ. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị các bạn nhé. Và với chiếc xe nhập khẩu này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Động cơ VGT rất là bền bỉ, rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất hiệu quả và rất là kinh tế quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Để chúng tôi cam kết hết về an ninh cho đến pháp lý, về chất lượng của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 368 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ 368 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ ngồi máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc này quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe MLX số tự động máy dầu 2.2 máy dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản MLX số tự động máy dầu 2008 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi hãy đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là cái phần thân vỏ về chiếc xe Hyundai Santa Fe 2008 này quý vị các bạn nhé. Đấy, từ năm 2008, tức là đăng ký lần đầu tiên tại Việt Nam mình là năm 2008, tính ra là sử dụng đến nay cũng đã được là 14 năm rồi quý bạn nhé. 14 năm rồi mà chiếc xe còn rất là đẹp đấy quý bạn ạ. Đấy, 2008 mà cứ như là năm 2018 vậy ạ. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Và màu xanh này là cái màu xanh thiên thanh đi quý bạn ạ. Màu xanh rất là đẹp của chiếc xe Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc từ năm 2008 quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Số tự động máy dầu, phiên bản này là phiên bản động cơ 2.2 máy dầu và là động cơ VGT quý bạn nhé. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Toàn bộ về những cái phần sơn, thực ra là cái phần sơn thì cũng đã là sơn lại rồi quý bạn nhé. Những cái xung quanh này là gần như là đã sơn lại rồi, chỉ còn những cái sơn nguyên bản, ví dụ như là từ nóc mới lại phần cửa sau này mới lại cabo là còn nguyên thôi, chứ còn là gần như là sơn là cũng rất là nhiều rồi quý bạn ạ. Tại vì là với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội này thì là xước sát thì không thể tránh khỏi được quý vị các bạn nhé. Đấy, cái phần cabo này, phần nóc này, cốp sau là còn nguyên, chứ còn là những cái phần sườn bên phụ này, sườn bên lái này và sườn bên phụ này. Đấy, quý vị và bạn xem đấy, những cái sườn này thì cũng đã sơn lại rồi, ba đời xúc trước sơn lại rồi, ba đời xúc sau sơn lại rồi, nhưng mà cơ bản là còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu còn rất là đẹp đây quý bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, rất đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, và ngay từ ngày xưa sản xuất từ năm 2006 mà Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe này là cái cặp đèn pha bi xenon quý bạn nhé. Đấy, cặp đèn pha bi xenon này, và đặc biệt là chủ xe cũng đã lắp thêm lên những cái bóng siêu sáng đời mới bây giờ cho chiếc xe, có ánh sáng rất là tốt quý vị bạn nhé. Và la răng còn chưa có xước sát gì quý bạn ạ, xước sát cũng rất là ít này, la răng thì xước sát rất ít này. Lốp này, chủ xe dùng dàn lốp Bridgestone. Dàn lốp này thay từ năm 2019 này quý bạn này. Đấy, chủ xe đã thay cái dàn lốp từ 2019 mà còn rất là dày. 3 năm sử dụng cái dàn lốp này rồi mà cái dàn lốp còn rất là dày quý bạn ạ. Bridgestone, cả dàn lốp luôn nhá, chủ xe thay cả dàn lốp là từ 2019.
mà còn rất là dày, rất là đẹp đấy ạ. À. Nhìn về cái phần ba đợt dốc sau này thì quý vị các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi này, camera lùi đầy đủ rồi. Cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, cụm đèn hậu. Phiên bản này là phiên bản MLX quý vị các bạn nhé. Tay nắm cửa là mạ chrome, rất là đẹp. Gương chiếu hậu cũng là gập điện quý vị bạn nhé. Và xi nhan thì được tích hợp ở trên tai. Xi nhan được tích hợp trên tai này. Giá nóc đầy đủ rồi, chiếc xe cũng đã đầy đủ cả giá nóc dọc và giá nóc ngang để chở đồ đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Giá nóc, cửa nóc đầy đủ hết rồi. Và chủ xe cũng đã dán thêm vè che mưa này, ốp bảo vệ gương chiếu hậu này, ốp chrome. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cả dàn lốp này chủ xe đều thay mới cả dàn luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cái dàn lốp này chủ xe thay mới cả dàn. Và đây tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái phần gầm nhé. Cái phần gầm của chiếc xe này cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, phần gầm này. Phần gầm còn rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này được chạy ở Hà Nội cho nên là cái gầm nó cũng rất là đẹp, không có bị rỉ này, không có bị va đập những cái đá như ở những cái vùng cao. Đấy, vùng đồng bằng, đặc biệt là cái vùng Hà Nội này thì đường nó đẹp cho nên là gầm rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và cái phần ngoại thất rất là đẹp rồi, thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, táp bi rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, cụm điều khiển này, gương chiếu hậu gập điện đây quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này. Từ nội thất cho đến ngoại thất đều rất là đẹp này, kể cả là những cái phần trần này đều rất là đẹp nhé. Xe cũng đã có cả cửa nóc rồi. Nội thất da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, sấy ghế đây, đầy đủ cả sấy ghế luôn quý vị bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Và chủ xe cũng đã ốp thêm những cái phần trên này cho nó đẹp này. Đây là chủ xe ốp thêm đấy. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2006 quý vị bạn ạ. Sản xuất cuối năm 2006, nhập về Việt Nam là 2007 và đăng ký là 2008 cơ. Đấy, model là 2007 rồi quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị của bạn cùng xem này. Cũng giống như vậy ạ, những cái phần keo chỉ là còn nguyên hết này. Tabi, tabi rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, kết hợp với vân gỗ này, da này, nhựa này. Đấy, và cái hàng ghế sau, hàng ghế sau này cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, hàng ghế sau, cửa nóc này, trần này đều rất là sạch và đẹp quý vị các bạn ạ. 2000 sản xuất năm 2006 mà rất đẹp, rất mới như này đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Sau đây tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên quý vị bạn nhé, cho quý vị bạn xem. Đấy, chiếc xe đã nổ máy rồi. Và đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý vị bạn ạ, chiếc xe được lăn bánh được 118.000 rồi. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp luôn nhá. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình Android này, giải trí thông tin đa phương tiện này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, có sấy ghế. Đấy, sấy ghế này. Và camera hành trình cả trước sau luôn quý vị các bạn nhé, quay được cả trước sau. Gương chiếu hậu chống chói này,
tất cả về những cái phần nhựa này, phần nỉ đều rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Cửa nóc đầy đủ hết luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2006 mà đã được trang bị rất là nhiều option như này rồi đấy ạ. Tạm thời tôi lại tắt cái động cơ này đi. Tôi sẽ ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại ở bên ngoài quý vị bạn nhé, cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và bạn xem về cái phần cốp sau nhé. Cái phần đằng sau này cũng rất là quan trọng này, đặc biệt luôn cả phần đầu và phần sau, xem có bị đâm đụng hay không quý vị bạn nhé. Ốc cốp sau nguyên bản này. Đấy, ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này còn nguyên luôn quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, và đặc biệt là chủ xe cũng đã làm lên cái phần sàn 5D, thảm 5D này lên để cho nó đẹp này. Đấy, vì phần lớn là những chiếc xe 7 chỗ ngồi thì là cái phần ghế sau này là không có người ngồi mấy đâu. Đấy, cái phần ghế sau này gần như không có người ngồi, cho lúc nào cũng gấp lại để chở đồ. Nên là chủ xe đã làm lên cái phần lót, tức là cái phần thảm 5D này. Đấy, rất là đẹp, rất là sạch quý vị bạn nhá. Đấy, và nhìn về những cái phần nội thất phía sau này cũng đều rất đẹp luôn. Chiếc xe này thì sử dụng tuy là đã rất là lâu, 14 năm sử dụng rồi, nhưng mà gần như là không chở đồ mấy, cho nên là những cái phần nhựa này ít bị xước sát quý bạn này. Đấy, xước rất là ít, có xước nhưng mà xước ít, chứ còn là nhiều xe là bây giờ là xước sát hết rất là nhiều rồi đấy ạ. Đấy, phần nhựa còn rất là mới luôn quý bạn nhé. Ổ điện 120W. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ đây. Keo chỉ các thứ là vẫn còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi rất là đẹp này. Đấy, táp bi rất đẹp luôn nha quý vị bạn ạ. Từ những cái phần nội thất ở bên trần này đều rất là đẹp này. Đấy, cho đến cái nội thất của hàng ghế sau đều rất là đẹp quý vị bạn nhé. Và đã có lót sàn 5D rồi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cũng giống như vậy thôi, keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề, cánh cửa, các thứ là còn nguyên luôn quý vị và các bạn nhé. À, từ những cái bậc cửa này còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ghế này. Khá là mới quý vị các bạn ạ. Mới so với đời thôi quý vị ạ nhé, chứ không phải là so những chiếc xe đời cao. Mới so với đời xe cùng tuổi của chiếc xe này quý vị và các bạn nhé. Dưới nắp capo này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít quý vị các bạn nhé, mà chiếc xe mà Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe 2006 này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, nắp capo được mở bằng bằng thủy lực quý vị bạn nhé, capo đẩy thủy lực này. Đấy, từ những cái tấm nóng che chắn capo còn rất là mới, rất là đẹp cơ quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ capo này là chúng tôi cam kết là còn nguyên này. Đấy, những cái tem này quý bạn này, tem của xe là còn này. Đấy, keo chỉ là chúng tôi cam kết nhé, chiếc xe này chúng tôi cam kết là không có bị tai nạn gì đâu ạ. Đấy, rất là đẹp này, từ những cái ốc tai các thứ này cũng còn này. 2006 đến bây giờ quý vị các bạn ạ. Đấy, mà còn rất đẹp như này đây, động cơ này
động cơ 2.2 máy dầu, rất là tiết kiệm nhiên liệu và rất là bền bỉ nhé. Riêng về động cơ của Hyundai, động cơ VGT đấy ạ, đời sau đó bây giờ gọi là EVGT rồi, như đời trước đó là VGT, thì quý vị bạn cũng đã biết rồi, rất là bền bỉ, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị bạn nhé. Đấy. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, và tôi đem lên tôi quay là dọn dẹp đi rồi quý bạn nhé, cho nên rất là đẹp này. Acquy rất là to và chủ xe cũng mới thay. Đấy, về cái động cơ này thì quý vị và các bạn yên tâm luôn ạ. Đấy, rất là đẹp. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Santa Fe MLX sản xuất cuối năm 2006, đăng ký lần đầu năm 2008 này ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả là còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 368 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 368 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe cho gia đình của mình, 7 chỗ ngồi, gầm cao. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe MLX này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.